Chào mừng các bạn đã đến với những bản tin mới nhất của Bóng Đá Today. Hãy cùng ấn đăng ký và ấn chuông để cùng cập nhật những bản tin mới nhất về bóng đá các bạn nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn sẽ đến với những tin tức chính sẽ có trong ngày hôm nay. MU hỏi mua Ronaldo và cơn lốc biên phải của Juve. Manchester đón tin vui, Cavani ở lại sân Old Trafford. Messi và Barca sắp ký hợp đồng 10 năm. Cổ động viên Arsenal kêu gọi sa thải Mikel Arteta. Trong cuộc đàm phán chưa mồi Cristiano Ronaldo, Quỷ Đỏ còn để ý đến cái tên khác. Những ngày qua, truyền thông đồn đoán MU đang nỗ lực đưa Cristiano Ronaldo trở lại nhà hát của những giấc mơ. Hợp đồng của CR7 với Juve sẽ đáo hạn vào năm 2022. Tuy nhiên, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẵn sàng rời Turin vào mùa hè tới vì không hạnh phúc. Hơn nữa, bà đầm già đang đứng trước nguy cơ đánh mất tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Ronaldo càng có lý do để ra đi. Trước đó, Tuto Mercado cho biết MU đã đưa ra một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm cho chân sút 36 tuổi. Hiện Quỷ Đỏ đang đàm phán với Juve về mức giá và thảo thuận với CR7 về điều khoản cá nhân của cầu thủ này. Mới đây, báo chí tiết lộ trong cuộc đàm phán về thương vụ CR7, Manchester ngỏ ý muốn chiêu mộ Kulusevski. Chỉ mới 21 tuổi, tuy nhiên tài năng người Thụy Điển đã có 41 trận ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Kulusevski đã đóng góp 6 bàn và 4 kiến tạo. Vị trí sở trường của Kulusevski là ở hành lang biên phải, nơi mà Man United đang có kế hoạch nâng cấp vào mùa giải tới. Trong bối cảnh Dortmund hét giá Jadon Sancho quá cao, Kulusevski sẽ là phương án mềm hơn cho đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ sinh năm 2001 được Transfermarkt định giá là 45 triệu euro. Không chỉ bùng nổ với cú đúp bàn thắng cùng với hat-trick kiến tạo ở bán kết Europa League trước Roma, Edison Cavani còn khiến các fan Man United ngất ngây khi đồng ý gia hạn thi đấu với đội chủ sân Old Trafford. Hai bàn thắng ghi vào lưới Roma nâng tổng số lần lập công của Edison Cavani cho Man United mùa này lên con số 12, bên cạnh 4 pha kiến tạo thành bàn ở 1.300 phút ra sân trên mọi mặt trận. Đây là những con số thống kê hết sức ấn tượng đối với chân sút đã 34 tuổi mà mùa trước liên tục phải chống chọi với chấn thương và gia nhập Man United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng bản hợp đồng miễn phí. Màn trình diễn xuất sắc của Cavani suốt thời gian qua chính là lý do để huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cố gắng thuyết phục anh tiếp tục thi đấu cho Quỷ Đỏ thêm ít nhất một mùa nữa khi hàng công của đội chủ sân Old Trafford chưa thể tăng cường được các chân sút chất lượng. Ở độ tuổi của mình, Cavani dĩ nhiên khá già so với tiêu chí chuyển nhượng của Man United, nhưng để chiêu mộ một chân sút trẻ trung và giá cả chấp nhận được vào thời điểm này xem ra không dễ. Do đó, việc giữ chân một ngôi sao giàu kinh nghiệm như Cavani là điều cần thiết và chủ trương này nhận được sự đồng ý rất cao từ dàn lãnh đạo của Man United. Vấn đề là Cavani đã sớm bày tỏ ý định sẽ chia tay đội chủ sân Old Trafford mùa hè này để chuyển đến Boca Juniors ở Argentina. Thi đấu ở đây, anh có điều kiện gần gũi gia đình hơn, không phải tiếp tục sống trong một môi trường bóng đá xa lạ, bị tác động bởi nhiều luật lệ bên cạnh những ấn tượng xấu từ án phạt kỳ quặc của FA quy kết anh có hành vi, lời nói phân biệt chủng tộc. Theo báo chí Uruguay, Cavani đã tham khảo ý kiến của huấn luyện viên đội tuyển Uruguay Oscar Tabarez và sẵn sàng ở lại Man United thêm một mùa giải, làm cơ sở nền tảng cho việc chuẩn bị của chính anh khi tham dự Copa America 2011. Làm cơ sở nền tảng cho việc chuẩn bị của chính anh khi tham dự Copa America 2021 và xa hơn là vòng chung kết World Cup 2022. Ngày 30 tháng 4, đồng loạt các nhật báo Daily Express, ESPN và nhiều tờ báo Anh khác đưa tin Cavani đã đồng ý gia hạn hợp đồng và sẽ ở lại đội chủ sân Old Trafford. Khúc mắc chủ yếu là trước đây Cavani gắn bó với Man United là ở mức lương khá cao. El Matador có thu nhập cao thứ 5 với lương 210.000 bảng trên một tuần, chưa kể các khoản thưởng. Tuy nhiên, nếu Cavani ra đi, MU sẽ phải tìm cách chiêu mộ các chân sút thượng thặng như Harry Kane, Erling Haaland hay Andre Silva mà không ai có mức phí chuyển nhượng dưới 100 triệu bảng. Theo báo The Times, theo thỏa thuận ban đầu giữa chủ tịch Laporta của Barca và cha cũng là người đại diện của Messi, ông Jorge, thì Barca sẽ đồng ý kéo dài tới 10 năm với siêu sao 34 tuổi người Argentina. Ban đầu hai bên đạt được thỏa thuận 2 năm, nhưng sau đó phía Barca muốn trói siêu sao của mình lâu hơn nữa, muốn anh giữ vai trò đại sứ của câu lạc bộ sau khi giải nghệ, nên họ không ngần ngại đưa ra đề nghị 10 năm. Đây thực sự là một siêu hợp đồng, không chỉ về thời hạn gắn bó giữa các bên mà còn nằm ở sự phức tạp về các điều khoản chi phí. Cụ thể, hợp đồng này chia ra 3 giai đoạn,
Đầu tiên, Messi vẫn sẽ thi đấu cho Barca trong 2 năm, từ nay cho đến 2023. Sau đó, anh có thể sang Mỹ để khoác áo Inter Miami. Đội bóng của David Beckham cũng trải thảm đỏ đưa anh về bằng cách lên kế hoạch chiêu mộ Luis Suarez, bạn rất thân của Messi. Cả hai được tạo tối đa mọi điều kiện để dưỡng già trong màu áo của Inter Miami trước khi Messi giải nghệ và đảm trách vai trò đại sứ toàn cầu của Barca ở thị trường Bắc Mỹ. Cuối cùng, Messi có thể trở về Camp Nou giữ một vị trí điều hành đội bóng. Thỏa thuận theo dự tính sẽ kéo dài tổng cộng 10 năm, khiến Messi tỏ ra khá hứng thú với lộ trình này. Và về cơ bản, hai bên đã đồng ý. Ngoài ra, cũng có một chi tiết quan trọng là Messi chấp nhận giảm đến một nửa lương để được ở lại Nou Camp. Theo đài TV3, hiện tại anh đang lĩnh 500.000 euro mỗi tuần theo hợp đồng, sẽ đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Và nếu như tính toán, mức lương mới của siêu sao 34 tuổi sẽ chỉ là 250.000 euro trên một tuần. Đây là một nỗ lực phi thường của Barca trong bối cảnh họ gặp khó khăn về tài chính vì Covid-19, và nó cũng thể hiện sự chung tay chia sẻ với đội bóng của Messi. Đổi lại, Barca phải cam kết với Messi rằng họ sẽ chi mạnh tay tăng cường lực lượng. Từ nay cho đến hết mùa, các bên vẫn còn ngồi lại với nhau nhiều lần để chính thức đi đến ký kết. Nhưng có thể khẳng định, Messi gần như chắc chắn sẽ gia hạn hợp đồng với Barca. Vấn đề chỉ là hợp đồng sẽ kéo dài bao lâu. Cơ sở để đưa ra nhận định trên là Paris Saint-Germain và Man City, hai đội bóng hiếm hoi đủ khả năng chiêu mộ Messi gần như đã buông súng. Trong đó, Man City thậm chí còn chủ động kêu gọi Messi ở lại Barca, như chính tuyên bố của huấn luyện viên Guardiola. Tôi nghĩ Messi nên kết thúc sự nghiệp tại Camp Nou, không đâu hợp với anh ấy hơn nơi này. Cổ động viên Arsenal đã kêu gọi câu lạc bộ đưa ra quyết định lớn về tương lai của Mikel Arteta sau khi đội nhà nhận thất bại 1-2 trước Villarreal trong trận bán kết lượt đi Europa League mùa giải năm nay. Trận đấu Villarreal với Arsenal tại bán kết lượt đi Europa League đã chứng kiến cơn mưa thẻ với 7 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Trong ngày hàng thủ thi đấu lỏng lẻo, pháo thủ bị dẫn trước 2-0. Những nỗ lực tột cùng của Arsenal chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Nicolas Pepe. Thua trận 1-2 trên đất khách, cơ hội để Arsenal lọt vào chung kết Europa League mùa giải năm nay vẫn còn, khi phía trước là cuộc tái đấu tại Emirates vào ngày 7 tháng 5. Đương nhiên, cổ động viên không thể vui khi thấy Arsenal thi đấu kém cỏi trước Villarreal. Lý do là bởi pháo thủ cần phải thắng Villarreal để có mặt ở trận chung kết Europa League và cũng phải vô địch giải đấu này để có vé dự cúp châu Âu mùa sau, khi đang ngụp lặn ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mùa này. Trên mạng xã hội, fan yêu cầu ban lãnh đạo Arsenal phải cải tổ và đặc biệt là cần phải sa thải Mikel Arteta để mang về vị thuyền trưởng giàu kinh nghiệm hơn. Arteta không đủ khả năng dẫn dắt Arsenal. Arsenal thời Arteta còn tệ hơn Arsenal còn được dẫn dắt bởi Van Gaal. Vậy mà tại sao người ta lại chỉ trích Van Gaal là hết thời? Ban lãnh đạo Arsenal nên nhìn nhận vào thực tế tình hình đội bóng. Họ giao một Arsenal đang chuyển giao cho một huấn luyện viên chưa từng dẫn dắt một câu lạc bộ lớn nào. Kết quả trên sân đã chỉ ra quyết định đó là sai hay đúng rồi đấy. Arteta quá hấp tấp khi đến Arsenal, còn ban lãnh đạo của pháo thủ thì quá lởm. Thực tế, Arteta cũng đã từng giúp Arsenal hy vọng vào mùa giải 2020-2021 tốt đẹp, khi bất ngờ vô địch FA Cup mùa 2019-2020 và giành siêu cúp Anh năm 2020. Tuy nhiên, Arsenal lại chơi rất phập phù ở mùa này. Bây giờ, sức ép đang đè nặng lên vai của Arteta. Trường hợp Arsenal vượt qua Villarreal ở bán kết và vô địch Europa League, mọi thứ có thể sẽ được giải tỏa với Arteta. Còn ngược lại, nếu Arsenal phải dừng bước ở bán kết, Arteta có lẽ sẽ cần chuẩn bị cho tương lai của bản thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe bản tin ngày hôm nay và cùng theo dõi kênh Bóng Đá Today để cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong giới thúc cầu các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.